Cô bắt bao nhiêu con đấy ạ? 5 con à? À, hai nhà bắt chung 11 con đúng không? Con nào nó cũng đều nhau hết rồi cô ạ. À. Đủ 5 con thôi. Anh Tú ơi, cái lợn này là một là nó đang còn nhỏ, hai nữa là vận chuyển về thì là những cái ngày đầu tiên là anh cho nhịn nhá. À thế à? Thế xuống thả cho anh đi, xong thì nhà anh ấy xuống nói chuyện luôn mà thế. À à. Chứ không để lợn nó trên xe lâu không ổn. Đi theo luôn cho vui. À. Đi luôn xong tối về. Tối về uống rượu à? À thế bây giờ là đi xuống nhà anh ấy à? Đây anh ấy thả 6 con dưới này mà, chuồng nhà anh dưới này chuồng kín. Ừ. Còn nhà chị này là mua chung, nó cho nó. 6 con à? Ra xong lợn mới ăn. Bọn em đã được ăn đâu. Thế bây giờ là xuống nhà anh ấy ở đâu? Đây, ngay dưới dốc này. À đây, đây đi bộ xuống thôi. À. À sao xong chú và cô xuống dưới này nhá, một cháu tư vấn kỹ thuật luôn cho. Mà sao anh gọi thuê bao nhỉ? Em tắt máy để quay. À. Lúc em vào đến đây cái em đã quay rồi. Mà thôi chết rồi. Hay là lại không lạc được đâu. Gớm em đi chạy quen rồi. À. Em đi em nhìn định vị vệ tinh em có chuồng không em mới vào. À. Sông Lô Vĩnh Phúc trên này chăn nuôi nhiều lắm. Sông Lô trên này chăn nhiều mà. Ừ. Nhưng mà trên này chăn vẫn nhỏ lẻ, chăn chưa quy mô lớn. Này có lồi lên đây được không nhỉ? Không khả năng lồi lên. Gốc hơi cao. Để cửa này bắt rồi. Đừng lồi lên anh ạ. Cái mùa này là nó đang nóng anh ạ, nên là cái heo cái sữa nó không được bụ như là cái mùa lạnh. Làm một tay nữa cho anh xách luôn. Thôi để anh ấy ra anh xách. Anh ấy đi vào chuồng nhà anh ấy để cho anh xách. Đi dọc đường đây để ở đây thôi chứ đừng vào chuồng. Anh cứ đi trao tay ở đây thôi. Anh bên cạnh ăn rồi đúng không? Chuồng anh chuồng kín. Nhà tắm rửa tay kìa, trong nhà tắm nhà vệ sinh. Chuồng anh chuồng kín nên đừng vào. Cái này chỗ đây là không thấy các bác rắc vôi nhỉ? Không, cháu nhà bác là có hố vôi cửa ấy thôi. Hố vôi đây á? Đấy, có chỗ đấy thôi. Có thấy gì đâu? Có hố vôi nhưng không có vôi. Chỗ này không thấy pha nước vôi. Anh à? Anh Tú ơi. Ở đây nhà anh có hố vôi mà không pha nước vôi để đây à? Ôi giời ơi. Đây này vôi ở đây để một đống này, đây không pha nước gì cả. Ý giời. Tưởng gì, việc đấy em làm được. Đây là thấy là các bác ở mình đây chăn nuôi là sơ sài lắm. Là vôi hay là vật tư thiết bị thì có hết. Nhưng mà lại không có ai áp dụng quy trình an toàn sinh học. Đi sớm đi cho ấy. Một người này cho thoáng anh ạ. Một người này cho thoáng. Tí hương đồng gió nội. Nếu mà đẹp nhất là bình thường bọn em sẽ xuất heo vào tầm khoảng 5-6 giờ tối. Thì lên đến nhà các bác đi ban đêm là đẹp. Thế nhưng mà sợ là vì đây cũng là lần, nói thật với anh là lần đầu tiên bên em giao heo như thế này. Nên là sợ lên đến đêm các bác lại bảo là bọn mày không biết lấy lợn ở đâu đem về cho anh mà cứ giao ban đêm. Đây là phải đi ban ngày. Nhưng mà thôi những cái chuyến đầu tiên mà nó có vấn đề gì sai sót, thiếu sót thì mong các bác thông cảm. Vâng. Nhưng mà cũng may là lợn con anh ạ, nó không phải là lợn to nên là nó đỡ. Lợn con thì nó khỏe hơn. Là anh cũng nuôi được nhiều phết đấy mà thế mấy anh con có đâu anh nuôi thế anh làm được chuồng kín đấy. Chuồng kín nuôi ấy có đâu mà anh là chuồng nuôi mấy chục con anh nái của anh ít mà anh nuôi có chục hơn chục nái mà. Hơn chục nái thì xem trên kênh YouTube đấy chỗ em Thúy em vào chỗ tắm do ý là cái trại tắm do đấy ở Lâm Đồng nhỉ. Vâng. Bởi vì là lợn to thì thật ra là như thời điểm này bắt lợn hậu bị vào nó nóng nguy hiểm sợ nó không dám tôi bắt sách tay nóng nguyên giá lợn nó bấp bênh lắm nên mình cũng chưa biết đâu được. Hôm nay lợn thịt thấy CP báo chắc xuống chắc tụt nóng này chắc đâu CP chưa xuống đâu anh thì xuống à CP vẫn 60 60 thì chắc là lợn đang đi ngang ở dân thì ở đây là nó bán lợn đẹp thì chắc được 57-58. Nói chung dân mình thì nó liên quan đến một là chất lượng con giống ví dụ như là như em nay đi giao các anh ở bên chỗ đạo trù đấy bảo là lợn em toàn lợn cỏ với lại lợn dân mình tự gây. Nhưng mà lợn đấy thì chắc chắn là cái chất lượng thịt của nó không thể bằng lợn siêu được. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái con đực ví dụ mình lấy lợn đây lợn nái là một chuyện liên quan cả lợn đực nữa. Thế con lợn nếu mà con lợn của anh mà lợn nó nạc lợn ấy thì kể cả là anh có ít lợn đi chăng nữa thì cái ông mổ quen rồi. Ông biết là mổ lợn của anh là có lãi rồi, ông sẽ vẫn mua của anh giá cao. Đấy. Chính là như các bác ở đây mà bán 5 con 10 con là phải bán giá cao nhé, chứ không phải bán giá thấp đâu. Đây mà vẫn bán ô tô. Vâng. Đây món nái của nhà đang dùng cái nái Glin. À. Nái Glin thì đẻ tốt nhưng mà nó xấu lắm, nó xấu lắm. À. Xấu lắm rồi Glin thì đẻ đẹp. Dạ. Tốt. Dạ. Nhưng mà để ra con lợn thì nó xấu lắm. Xấu lợn. Con đực mợ. Con Glin nó có một cái nhược điểm là nó phải lấy tinh của công ty. Phải tinh lợn đực xịn.
phải đắt tiền, con đực phải tầm 60-70 triệu. À, thế được ngoài. Thế bây giờ mình lại làm gì, mình đầu tư được con đực, thế mình lấy được trong nhưng mà phải lấy đúng tinh của công ty. Đấy. Nhưng mà bây giờ bọn anh ấy ở vùng sâu vùng xa như này mà lấy tinh của công ty thì nó khó khăn. Không ấy được. Vâng. Nên ra con kém. À thế. Con nái đây để chấm hết. Vâng. Để chấm hết luôn. Có lợn thịt thì nó còn liên quan cả con nái, 50% nái, 50% đực. Đấy. Cái lợn này mà vừa về này anh nhé, là ngày đầu tiên ấy, như em gửi cho anh đấy. Ngày đầu tiên là anh cho nhịn ăn. Rồi. Bởi vì trong quá trình vận chuyển là nó sẽ bị xì chét. Thứ hai nữa là cái đường ruột của nó ngang kiểu là nó đang đói đấy. Là nó mình tự dưng mình cho nó ăn tự do, ngang kiểu mình đang đi đường mình đói lả, tự dưng về mình ăn uống nó vô tư đi là mình tự dưng là bị đi ngoài. Đấy, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là cái đường ruột nó hoạt động không tốt, đường tiêu hóa kém. Thì nó sẽ có thể bị tiêu chảy, nên là mình cho ăn từ ngày đầu tiên nhịn và chỉ cho ăn, tức là chỉ cho trộn điện giải cho nó hồi sức thôi, với thêm ví dụ như là hạ sốt, nếu mà trong quá trình ví dụ như nắng nôi là người mình thế anh, là cho hạ sốt là mình phòng. Thứ hai nữa là cho ví dụ như là trộn cái kháng sinh Amoc để mình đề phòng cái trường hợp là heo nó có sốt hay là nó có ho. Đấy, thì là ngày thứ hai thứ ba bắt đầu là mình cho ăn theo cái khẩu phần ăn như em chia sẻ đấy. Thì chắc là bây giờ nó chỉ ăn khoảng một lạng chưa đến lạng mà. Nó ít à. Em đợt vừa rồi đây có mấy bác hỏi ở bên sông Lô. Hỏi, thế là bảo cái chỗ anh Tú anh ấy bắt đấy rồi. Thì thế thì để Tú bắt đi xong anh xem. Thật ra là dân là người ta vào đôi khi như bản thân tôi thôi. Nó còn kinh tế là một chuyện, với thứ hai nó còn lượng lự nhiều cái kênh, đôi khi không biết nó lộ cộ. Bây giờ lợn thật ra bắt không biết thế nào một lần cả, đây là thật. Vâng. Đâm ra là đâm ra cũng ngại cái vấn đề đấy. Đây là bắt 10 con, mang hơn 120 triệu đi bắt 10 con của thằng à. Không về để hỏng hết. Vâng. Để không ra gì. Bây giờ còn có 2 con. À. Loại. Xuống đây để người ta tư vấn cho mà cách chăm sóc nuôi dưỡng này, đây có bác sĩ thú y này. Thì vào đây để bọn em tư vấn cho chị cách nuôi, không lúc mai nuôi nó lại bị làm sao nào lại bảo là... tại con giống. Đấy, tại con giống. Giống tốt mà con người chăm sóc nuôi. Dạ. Thế mình phải nghe người nghe cái truyền đạt cái bảo là chả biết là truyền đạt thế nào, cứ nghe phải nghe trực tiếp cái người ta bán, người ta truyền đạt vào đây ngồi. Chứ cái lợn của mình ấy là do quá trình vận chuyển ấy thì nó sẽ bị stress, các kiểu con người mình đi đường dài ấy thì mình cũng sẽ bị mệt mỏi. Đấy, thì ngày đầu tiên về là lợn là chị không cho ăn, chị chỉ cho uống điện giải này, rồi thuốc hạ sốt và ví dụ trộn Amoc cho vào thức ăn cho lợn ăn. Đấy, để phòng cái thứ nhất là về cho heo nó hồi phục sức khỏe. Cái thứ hai nữa là mình không cho ăn ngay để tránh cái tình trạng tức là nó ảnh hưởng vào cái đường tiêu hóa. Đấy, cũng như người mình đang đói tự dưng mình về nhà cái mình ăn uống tự do cái là nó hay bị đi ngoài. Đấy, nên là mình thứ nhất là ngày đầu tiên thì cho nhịn ăn. Đến cái ngày thứ hai, ngày thứ ba thì bắt đầu là cho ăn theo cái khẩu phần ăn từ từ thôi, cho nó hồi sức lại. Đấy, cho nó quen với cái thức ăn và cũng như quen với cái nước uống. Đấy, thì tiếp theo là ví dụ như ngày tiếp theo thì mình chỉ ăn một lạng hoặc là nửa lạng thôi. Tại vì heo cũng đang còn nhỏ. Một con đấy. Vâng, một con một ngày đấy. Thì mà mình cứ tiếp tục duy trì là tầm khoảng là trộn thuốc với điện giải khoảng 3 ngày. Đấy, thì cho nó hồi sức lại. Hồi sức lại xong đấy thì đến ngày thứ tư, thứ năm thì mình cứ ăn theo cái khẩu phần ăn em đã gửi cho anh Tú rồi. Đấy, thì anh Tú phổ biến lại cho chị giúp em. Thì cái thứ hai nữa là bên em thì cũng chia sẻ thật anh chị, từ trước giờ thì chưa bao giờ đi giao heo cho khách hàng này. Nên bây giờ đi giao thì phải lên trực tiếp xem tình hình nó có cái gì mà nó chưa được hay là có những cái sai sót thiếu sót gì, thì thứ nhất là mong anh chị thông cảm. Đấy, vì sao là bên em thì bình thường xuất heo là xuất vào tầm khoảng thời tiết như này thì xuất tầm khoảng 5-6 giờ chiều, để đến lúc vận chuyển là nó lên đến nhà mình là vào ban đêm là vừa. Nhưng mà vì là bây giờ lên giao heo cũng là lần đầu tiên giao heo cho anh chị, bây giờ mà giao heo vào ban đêm này bảo bọn mày không biết là nhảy trộm cắp lợn ở đâu mày trở về cho anh chị không nhận thì 12 giờ đêm, đúng là cũng rất là khó xử. Đấy, thế nên là tôi bọn em cũng mạn phép là đi vận chuyển vào ban ngày. Đấy, thì là hôm sau này mà mình biết là quen rồi thì mình bọn em xin phép là nếu như các anh chị mà có bắt lần sau thì không cần phải ấy, biết rồi biết đó, chỉ cần alo phát là cứ thế thôi. Đúng rồi, em cứ 5-6 giờ chiều em xuất cho nó mát lợn, mát khỏe lợn. Đấy, còn lợn đây là nó cũng sẽ chắc chắn là nó sẽ có sờ chết, nó thời tiết như này nó hơi mệt nóng. Quan trọng là quan điểm với Vũ này, quan điểm của tôi á. Vâng. Giống đảm bảo đúng giống, giống chuẩn là giống của công ty đấy. Dạ. Và thứ hai là đảm bảo an toàn cái dịch tả châu Phi. Dạ. Thế thôi, chứ còn dạ. Về thật ra là nó khi về rồi thì nó nhiều cái vấn đề do chăm sóc nuôi dưỡng. Dạ. Của mình, do cái điều kiện chăm sóc của mình. Dạ. Thì có thể là nó bệnh nọ bệnh kia, cái đấy thì mình dạ. không nói. Dạ. Đấy, phải nói là như thế. Dạ. Nên là sợ mỗi cái dịch tả châu Phi thì thôi chấm hết luôn. Cái dịch tả châu Phi thì đúng là anh sợ, bọn em sợ. Chấm hết luôn. Vâng. Đấy là nó thật. Dạ.
cái dịch tả châu Phi ấy, thì em xin phép ý kiến anh chị là này. Thứ nhất là bên em thì bảo hành cho anh chị 7 ngày. Tại sao mình lại nói 7 ngày mà không phải 14 ngày hay là 20 ngày? Bởi vì là khi con lợn mà vận chuyển ấy, thì nó đã bị xì chét rồi. Và nó đã bị xì chét tức là về đến trại mình nó có tình trạng bỏ ăn hay là có dấu hiệu chỉ khoảng 2 đến 3 ngày là phát hiện ra ngay. Thì dấu hiệu ở đây là mình nói dấu hiệu nhé, chứ không phải đến lúc con lợn nó chết hẳn đi rồi thì lúc đấy mình mới biết thì nó là quá muộn. Thì ở đây là mình khi mình biết được dấu hiệu của nó chỉ khoảng 2-3 ngày nếu con lợn nó yếu nó phát bệnh rồi, cũng như người mình mắc Covid thế thôi. Những người mà có bệnh nền, những người yếu nhất là những người dễ mắc nhất, đúng không ạ? Đấy, thế thì sau khi mà ví dụ như con lợn về nó bỏ ăn, anh chị phải theo dõi những ngày đầu tiên. Đấy, có gì thì trong vòng một tuần đấy anh chị phản hồi lại bên em ngay. Đấy, một là bên em bảo hành như vậy, nếu có vấn đề gì bên em sẵn sàng chịu trách nhiệm với cái sản phẩm của mình, nguyên nhân nguồn gốc từ trại. Thì tất nhiên đấy là cái điều không ai mong muốn cả, bản thân bọn em cũng không mong muốn việc đấy. Đấy, cái đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là về chất lượng con giống, thì bởi vì nói thật với anh chị là như này, bây giờ đi giao heo này nó rất phức tạp. Bây giờ giao cho anh chị lỡ may đến đây anh chị bảo là thôi bây giờ anh không ưng, hoặc là anh đi ăn cỗ rồi, hay là ví dụ như chị đi ăn cỗ rồi thì anh không nhận được đâu, em không nhận được đâu, là bây giờ con lợn em chở đi rồi em không thể trở về được. Ship hàng khác thì mình đi ship, vâng. Bây giờ bom hàng. Cái đấy cũng nghe rất là rủi ro. Cái con lợn này có phải tiêm phòng nữa hả? À có chứ chị. Cái lịch tiêm vaccine thì em có gửi cho anh chưa nhỉ? Chưa. Thế thì em sẽ gửi cho anh Tú cái lịch tiêm vaccine. Thì mình cứ làm theo đúng cái lịch tiêm vaccine đấy. Đấy, thì anh chị yên tâm là lịch tiêm vaccine bên em có gửi cho anh chị lịch tiêm vaccine đến lúc mà nó thành heo nái, heo mang thai luôn. Đấy, quy trình đầy đủ. Mình cứ làm theo cái lịch đấy là được. Lúc nào tiêm thế nào thì chú Tú không bảo. Vâng. Ủy quyền cho anh Tú. Dạ. Thì hai nhà bắt 11 con này chắc là mua chung liều vaccine rồi. Vâng. Thế là ví dụ là tôi rủ nhau bảo chị ơi mai mua vaccine gì đó, tôi chú cứ mua về theo tiêm, xong là đến lượt nhà chị, xong liệt lượt cái đứa em thím thế là xét. Vâng. Thì bây giờ chị phải đi mua, ý là như thế. Bây giờ ra kia mua cái gói điện giải. Vâng. Điện giải với hạ sốt. Thúy có đấy không? Không, em không mang. Không mang à? Vâng. Không mang. Đừng mang thì con chả hiểu. Chị mang, chị mua một gói điện giải, một gói hạ sốt luôn đi. Bởi vì nó nắng như này thì... Vâng. Xong là mai trộn cho nó ăn à? Không, tí hòa nước cho uống. Bây giờ về cho nó nghỉ ngơi tầm 2 tiếng xong bắt đầu mới hòa nước cho uống. Vâng. Thế nên chị vẫn còn thoải mái thời gian để đi mua, không phải lo. Ô, thế lại có cái vòi kia, thế nó cứ hút vào. Ôi chồng, chị đóng vào đi. Đóng lại, khóa lại. Khóa lại. Không khóa thì lại khóa tất cả loạt luôn. Chị cứ tạm thời khóa đi đã. Thì bịt nó vào. Chị cứ tạm thời khóa cả đàn đi đã. Tí nữa 1-2 tiếng nó cho uống. Chứ bây giờ mà chị cho uống nước nhà mình ngay vào là nó ỉa chảy đấy. Đúng rồi. Cứ về khóa tạm là bọn kia nhịn 1-2 tiếng không sao cả đâu. Đấy, cái thứ hai nữa là về cái chất lượng giống ấy anh ạ. Đấy, tức là ví dụ như con heo mình về thì mình cứ đưa vào chuồng thoải mái. Thế xong đấy là mình về có thời gian. Anh chị cứ kiểm tra xem con nào nó mà không đạt yêu cầu thì anh chị phản hồi lại ngay. Bởi vì là em khẳng định với anh kể cả có chọn kỹ mấy thì chọn. Nhưng bên em thì mỗi lần là xuất ví dụ như là mấy trăm con thì mình cũng không thể là 10 là bằng 10 được anh ạ. Thực đấy. Ra là lợn con thì còn khó chứ ấy được. Còn lợn to kia người ta phải chọn cũng 2 lần mới chọn, 3 lần chứ còn bây giờ nó nhiều, quan trọng là cái nguồn gen nó chuẩn như thế, mới đúng như thế thì là cũng ok thôi. Mấy lúc mình chọn sơ bộ cái núm vú của nó, ý là nó đều, nó không kẽ là ok thôi. Chứ còn thật ra như con lợn khi nó phát triển rồi, nó 7-8 tháng rồi, 6-7 tháng rồi, 5-6 tháng rồi thì mình nhìn nó ngoại hình chân tay các kiểu thì lúc đấy nó dễ chọn hơn. Đây là nó thật. Đúng nhìn rồi. Bú biếc, mi mẩy, miếc, các thứ, đấy là nó thật. Yeah. Nó dễ hơn. Nhưng bây giờ như thế này thì thật ra là mình chỉ chọn sơ bộ nhìn đúng qua rồi. Thế thôi. Quan trọng là đúng, vẫn phải nguồn gen chuẩn. Đúng như thế là được. Chứ còn bây giờ nói thì bây giờ bảo phải như thế thì cũng hơi khó. Vâng. Đấy là thật. Không, anh thì anh là rất, anh rất hiểu. Anh rất hiểu chuyện. Vâng, đúng rồi. Anh chăn nuôi anh rất hiểu. Đấy, nhưng mà em đang nói là tức là bây giờ về cái con giống nào ấy, ở cái tuần tuổi nào nó cũng sẽ có những cái tiêu chuẩn chọn của nó. Đấy, ví dụ như những con nhỏ này, ví dụ như chân bị khớp này hay dị tật này. Đấy, những cái mình nhìn thấy được và những con đấy không đủ tiêu chuẩn làm giống thì ok là anh cứ phản hồi lại bên em. Thì bên em sẽ có những cái phương án để hỗ trợ anh, ví dụ hỗ trợ đổi cho anh con khác. Đấy, bởi vì cái việc cái giao này là nó là như thế. Thứ nhất là em đã đi giao rồi em không có quay đầu được. Đấy, nhưng cái thứ hai nữa là bên em sẵn sàng tức là cái hậu mãi cho khách hàng. Tức là hỗ trợ sau bán hàng. Nếu như có con nào có vấn đề gì anh cứ phản hồi, các khách hàng cứ phản hồi thì bên em sẵn sàng là hỗ trợ cho khách hàng. Trong khoảng đấy. Thời gian nào chứ? Anh bây giờ về thì trong 3 ngày đầu tiên. Thế thôi chứ đấy, còn cái quan đến bảo tháng sau. Tháng sau thì chịu. Tháng sau thì nó cũng nhiều nguyên nhân anh ạ. Thế nhưng mà đang hỏi là ví dụ đây là nói thật nhá, đây vâng. Đang hỏi thôi. Dạ. Thế ví dụ như ở trong kia chuyển về thì có bị loại, ý là về mình có không đạt, anh. Có loại cái hàng đấy thì bán kiểu gì? À, cái hàng loại thì là bây giờ thế này này. Một là những con nào mà nó không đạt yêu cầu bọn em loại luôn, là bỏ luôn. Là tiêu hủy luôn hay là đúng bán? Rồi. Tiêu hủy luôn. Không bán cho gia khách. Đúng rồi.
cả bạn rẻ cũng không bán. Đúng rồi, cái con mà nó không đạt yêu cầu á. Đấy, đấy. Đạt yêu cầu, không đạt yêu cầu, ví dụ như là nó chân cẳng nó bị dị tật hay là nó, những con đấy không điều trị được. Tiêu hủy luôn. Đúng rồi, không điều trị được thì bán cho các anh thì các anh cũng có nuôi được đâu. Mà có nuôi lên thì nó cũng không hiệu quả. Thì tốt nhất là không. Còn ví dụ như những con nào em nói, ví dụ như là em tiêu chuẩn em là 14 vú trở lên. Thế nhưng mà con nào ví dụ 13 vú. Thì rõ ràng lợn của mình trung bình 13 vú đã, à 13 con đã rất là ok rồi. 12 vú cũng được rồi. Đúng không anh? Đúng dòng. Không đúng đấy là em nói thật. Giá hợp lý, 12 vú tôi cũng bán. Đúng không anh? Đấy. Bọn em thì tối thiểu anh Vũ là chọn là 13 vú tối thiểu. Không, tức là em tiêu chí của em là chọn 14 vú trở lên. Thế nhưng mà có những con sẽ dính những con 13 vú là chắc chắn. Thúy ạ. Đúng rồi. Sẽ có những con 13 vú. Thế nhưng mà câu chuyện là bây giờ ví dụ như những con nào 13 vú ấy, thì bây giờ anh hình dung thế này là con lợn của mình nếu mà cai sữa cũng 13 đến 14 con là cao. Mà 13 con thì thực ra là nó chỉ có cái tâm lý của mình là cái vú nó lẻ thôi. Đây là nó thì hiểu rồi, thật đấy. Ra đi thằng Green ấy nhiều lúc cứ bảo ui nó để sai 16 17 con chả giải quyết gì được. Đúng rồi. Để nhiều nó cũng nuôi được nhiều đâu. Đúng rồi. Rốt cục nó vẫn chỉ nuôi được 12 con là đẹp nhất. Đấy, đấy, đấy. Chỉ có 12 con đẹp nhất. Thế thì 14 15 14 15 vú làm gì? Chả giải quyết gì, chẳng qua là bây giờ nó để nhiều là mình là ví dụ cái đàn kia nó để ít thì để mình ghép, ý là cái đàn kia để 5 6 con thôi, mình à muốn này để nhiều thì mình ghép, còn thực tế là con lợn thì chỉ mong nó để 12 con. Đúng rồi. Thứ nhất là nó đảm bảo cái thai của nó để nuôi đều con. Bây giờ còn nói bảo là nó để nhiều không giải quyết thì lại lợn lại lộ cộ lại không giải quyết cái gì cả. Thì đấy ví dụ như là cái heo mà chẳng hạn như này, như bọn em cái việc là mình là con người cũng không thể tránh được sai sót. Rồi, thế đi vận chuyển ví dụ như này có dính chẳng hạn như là tiêu chuẩn mình là mình yêu cầu là 14 vú. Thế nhưng mà đi giao có thể nó sẽ dính vào những con 13 vú. Đấy, thì bây giờ tại sao khách hàng có 3 ngày để kiểm tra. Nếu như mà đúng 13 vú, các anh báo lại, em sẵn sàng, em hỗ trợ bác thành một cái giá nó gọi là siêu khuyến mãi luôn. Siêu mềm. Siêu mềm. Đấy, coi như là cái đấy là cái mà mình gọi là cái con đấy vẫn sử dụng được. 13 vú là vẫn sử dụng được, vẫn nuôi con bình thường. Rồi rồi, nó thế hiểu rồi. Anh hiểu em ạ. Đấy. Rồi tí nữa ra đếm luôn. Đấy, vậy anh đếm đi. Đấy luôn, phải đếm chứ. Đấy là quyền lợi của mình. Đấy, quyền lợi của mình phải đếm. Anh ạ. Đấy, như đầu tiên là cái chất lượng, à, cái con giống là rõ ràng nguồn gốc này. Đấy, cái thứ hai nữa là con giống nó là chuẩn là con giống hai máu. Chứ ở trên thị trường bây giờ là em nói anh bán 2 triệu cũng có, 1,5 triệu cũng có. Nhưng mà cái con lợn ba máu bây giờ đang bán 1,4 triệu. Đấy là lợn siêu nhá. 1,4 triệu trên 7 cân. Thế công chỉ cần bán 1,8 triệu, 1,9 triệu thôi, mặc dù ông lấy con hai máu ông phối với lại cái con tinh của con một máu là thành ra con 2,5 máu. Thì con đấy để mà năng suất sinh sản của nó thì không thể đảm bảo được. Thật ra là cứ bảo là đấy mình bắt lợn trại xong mình lấy lợn được ông bà thì mình phối không giải quyết thì bởi vì là mình không ấy, là bởi vì người ta thích cái công ty bán giống thì bán cho ai. Mình làm thế được thì có thì người ta bắt ai chả khôn, ai ngu đấy, mà nó không đảm bảo, nó không hiệu quả. Nó không hiệu quả đến lúc chăn nuôi nó không hiệu quả đâu, con đẻ con lợn nó không đạt hiệu quả. Ví dụ như là con lợn mà ADG của nó, tức là tốc độ tăng trưởng của nó trên ngày, nó tính ra là 750g đến 850g. Mà đây phối ra cái con 2,5 máu đấy chẳng hạn thế, thì nó lại thành ra đến lúc phối ra con 3 máu thì không phải 3 máu mà là 3,5 máu. Đấy, mà con đực, ví dụ con đực không phải con đực 1 máu mà con đực lại thành đực 2 máu nữa thì lại thành ra 4 máu. Và 4 máu đấy thì nó đang phát triển khoảng 750 đến 850g một ngày. Thì bây giờ nó chỉ có 550 hoặc 650 thôi. Đấy, thì mình nuôi sẽ cái thời gian nuôi dài hơn. Đấy. Thúy là ở Thái Nguyên là ở ấy à? Em là quê đẻ ở Thái Nguyên, quê chồng thì ở Phú Thọ. Thế còn hiện tại bây giờ vợ chồng em ở dưới Hà Nội. Thế Phú Thọ là chỗ nào Phú Thọ? Phú Thọ em ngay cổng Đền Hùng ấy. À thế à? Chỗ Hy Cương ấy. Thì Hy Cương biết, xã Hy Cương biết. Đấy. Hy Cương là có. Nhà em là giáp với xã Hy Cương, là giáp với cái cổng chính của Đền Hùng. Chứ còn thực tế là nhà em lại thuộc vào danh sách hộ dân của bên Lâm Thao. À, của Lâm Thao. Bác là chỗ này là em có ý kiến là góp ý với bác tí. Thứ nhất là cái vôi, bác giải vôi ngoài cổng. Thứ hai là cái điểm đến vào chuồng. Là anh chỗ kia anh có một cái hố rồi. Có hố thế rồi, nhưng mà mùi nó nắng, sát trùng bên đây nó nắng, nó lười. Đấy. Nó nắng quá và thôi. Đấy. Thì cái nguyên nhân là em nói anh những cái trang trại nhỏ này tại sao mà nói nguyên nhân nó rất là cái rủi ro nó rất cao. Rất cao. Bởi vì là ở đây không phải là quy trình mình không biết nhé. Mình biết quy trình nhưng mà mình không làm. Biết quy trình nhưng mình không làm. Thật ra đó là cái thời điểm này nó cũng không ấy lắm nên đâm ra cũng chủ quan, ý là như thế. Còn đây thì thật ra tiền nong thì ví dụ bán lợn bán heo đấy vẫn khử trùng, vẫn dặn vợ vào phải khử trùng tiền, ăn nhau là cái tiền ạ. Mình phải rửa tiền. Vâng. Mấy điện thoại thứ bảo riêng tiền đi chợ đi búa về là mình vẫn phải về khử trùng cái tiền này, cái tiền rất quan trọng đấy. Đúng không rồi. Đơn giản, bởi vì nguồn lây chủ yếu là tiền hết tiền tay người nói kia ra ngoài hàng kia nó lại không biết bao nhiêu qua tay, mà trong khi nó rất là khiến cái đấy nguy hiểm của cái cám, mà thật ra nói thì thôi
cái cám cứ bảo ấy sợ chính cái cám cũng cũng không đáng ngại đâu. Vâng. Sợ mỗi cái lúc mà bán lợn này, mấy cái lúc tiền này, đấy điện thoại các thứ ấy đấy. Chuột bọ. Đấy, chuột bọ, ý là chuột bọ thì ví dụ như quanh mình đây thì ít người chăn nuôi nên cái vấn đề mình cũng không đáng ngại là cái con chuột bọ. Đây đây là nói thật là như thế. Ở đây có gì cả chú Phi chứ, ở đây nhà cái ông anh kia dính, nhiều nhà dính, nuôi không nuôi đâu, lại dính rồi đố. Cho anh đây là chăn nuôi nhiều chứ anh? Ở làng anh thì ít. Sông Lô nó phải giáp cái mạn bờ đê kia kìa, Nam Sơn. Đấy. Đấy, khu đấy chăn nuôi mới nhiều. Còn khu trong này chăn nuôi ít. Khu Quang Sơn ấy thì vẫn chăn nuôi nhiều. Bên đấy bán giá lợn đấy lúc nào cũng chênh nhau khoảng 2 giá đến 1 giá. Thì bên đấy họ chăn nuôi tập trung quy mô to. Tập trung quy mô to mới nó tạo thành hợp tác xã, đâm ra là cái con giống của nó vẫn đấy, con đực điếc nó chuẩn. Đúng rồi. Ăn nhau của con đực. Rồi. Bây giờ cái lợn giống lợn tốt nhưng mà phối cái con đực có khoảng 15-20 triệu lấy đầu ra. Đúng rồi. Nó phải phối con lợn nó tối thiểu phải 60-70 triệu. 15-20 triệu thì hoặc tối thiểu phải 40-50 triệu. Đến 50-70% gọi là tinh trùng không hoạt động. Cái đấy thì không ấy, nhưng mà ý là cái con giống nhìn cái nó xấu quá, con lợn nó xấu quá, ý là như thế. Vâng. Lợn được cỏ, ý là nó người ta bắt toàn là hoặc là người ta lại cứ nhân con nọ con kia, ý là cứ dây kiểu ấy đấy. Ý là như thế mới nhiều. Chỗ là kiểu bắt bây giờ bắt một con lợn tầm khoảng 40-50 triệu, những người nào người ta có gan người ta mua, bây giờ 40-50 triệu về không biết sử dụng cái nó hỏng cái phát mất toi 40-50 triệu. Yeah. Đấy không phải đơn giản. Đúng rồi. Đấy thằng cu em nó vừa thế chưa anh đi không, anh đi bắt lợn được với em không, ở thế nào bảo cái con kia em bắt về lại chết tình, mua đâu 60 triệu. Yeah. Đấy, mua của thằng cái đực nó cũng khó nói lắm. Đấy mình đang nói này, bảo bây giờ con lợn được nhìn như đẹp như tranh vẽ nhưng mà về mình nuôi không cẩn thận một phát nó mất tình, mất mấy chục triệu luôn. Vâng. Mà bao giờ mới kéo lại được. Vâng. Rất nguy hiểm. Cái đực này thì nó liên quan đến về cái chế độ dinh dưỡng thôi, cũng như ông lực sĩ đấy, cơ bắp rất là đẹp nhưng mà bên trong ông ấy có thế nào nó chưa biết được. Mấy hôm nọ nó đuổi về nhìn thấy bảo ui tao nhìn con lợn này, tao nhìn tao chỉ sợ nó dùng doping, tao nhìn tao biết không phải lợn, nó nhìn theo nó cơ đẹp, bắp kinh quá cơ bắp mà. Thằng này thì nó là kỹ sư, nó là không nó... 60 triệu là lợn đẹp rồi. Đẹp mà nó... cái giá đẹp thôi chứ còn cái chất lượng đẹp hay không chưa biết. Thằng cu em này thì nó về con giống thì nó không nắm, về kỹ thuật thì nó quá vững, bởi vì là nó là kỹ sư, nó làm cho thằng CP 4-5 năm nó đi làm trại ông bà ở bên chỗ lâm chỗ gần Yên Lập á. Cái trại đấy thì nó lại đi làm cho thị trường mấy năm, bây giờ nó về nó chăn nuôi bán thuốc thú y thằng Hoàng Sơn ngay Quảng Yên này. Vâng. Thì nó bây giờ nó nhà nó không có hệ thống thải, nó nuôi có 20 nái để bán, nó chỉ bán giống với nó bán thuốc thôi. Ý là nó cũng làm cái nó chỉ là ở nhà với phục vụ tinh thôi. Nó mới về nó làm thôi nhưng mà nó không hiểu con được, nó cứ rủ vào thì kiểu đây tôi thì tôi hay nuôi lợn, thì ý là anh em có một ông nuôi lợn cà cứ bảo rủ đi xem, nhưng mà nhìn nó về u nhìn đẹp thế con lợn, nhìn đẹp như tranh vẽ, và bảo nó bảo tao chỉ sợ nó dùng doping. Lợn gì mà nhìn nó như thế này, biết là cũng có đầy lợn đẹp thật nhưng mà ý là nhìn cái cảm giác nó đẹp nhưng nó kiểu khác, kiểu dễ vỡ anh nhỉ. Đó, đấy, kiểu đấy, ông manh dễ vỡ đẹp nó mượt mà nhìn nhìn nó cơ là, bắp quá đúng không, nó bảo tao chả hiểu đấy. Ý rằng một tháng sau hôm nọ lên nay lên thì nó bảo là mà chết tinh rồi, một tháng về nó khai thác đúng 3 lần thôi, thì nó bảo đến lần thứ 3 thì tinh trắng phao không có một cái gì nữa. Thế càng nhà 60 triệu đấy, 60 triệu không rẻ, nhưng may đấy là nó vẫn có bảo hành, ý là trong thời gian chắc một tháng hay bao nhiêu mà không ấy là đổi lại, may đổi lại được đấy, không thì đấy bây giờ bán lợn thịt bên bệnh thì kia còn nhiều con cũng bị mất tinh đầy. Con đực nó có một cái nhược điểm là bọn anh mà sử dụng thuốc ấy, mà nếu qua đường uống thì nó lâu, mà qua đường tiêm thì con đực nó cực kỳ sợ. Con đực mà anh chỉ cần tiêm thôi nhá, lần sau nó không nhảy giá cho anh đâu, nó không nhảy giá nữa, nó nhát đấy. Nhát, anh chỉ cắm cái kim vào người nó thôi là xong, là nó rất sợ nhảy giá luôn, nhát cực kỳ luôn. Mà được u nhiều con đực mà to mà nuôi nhiều, ông cứ bảo mua đầy ông nhá, cũng tỉnh kiểu cứ tham bảo nó mua lại con đực to lại được nhá. Thằng nào ai khai thác quen cứ cái mùi ấy, khai thác quen nhá, chỉ cần người khác phát là khó mà điều khiển được nó. Có người nó chỉ vả phát nó khỏe như trâu luôn. Có loại đận được mà tổng khoảng 2 tạ 2 tạ mà nó lên nanh rồi, còn đi đố mà đấy mà cứ bảo đánh nó mà nó mà ghét ra. Vào là nó vả nó cắn. Những cái thằng lợn được nó khôn lắm, lợn đấy thôi thông minh lắm, nhiều con nó không ngu đâu. Ngày xưa em từng bị con lợn nái 2 tạ nó húc rồi, em biết rồi, gãy xương đùi ấy, không đơn giản đâu. Nhiều bà gãy xương đùi đấy, như đội em mà cứ đi vào tiêm mà cứ gặp con mà cứ to to, ý là không để ý là nó vả phát nó nguy hiểm phết đấy, không đơn giản đâu. Bọn lái già ngày xưa ấy, nhất cái lái già ngày xưa mà lái quê, lái quen chủ ấy. Đấy, đấy. Đấy,
lại nái mà nái nó lại lợn hai bề mà nái nó vẫn có cái máu của lợn bắt vai á. Lợn đấy á, nó không như cái lợn công nghiệp của bây giờ thì lợn gần như kiểu dạng ấy rồi. Thuần lắm rồi. Em ngày xưa bị đang tiêm bị nó vả nó cắn một phát đây. Còn đứa bạn em bị nó hút cho phát gãy xương đùi. Nó vào nó ngửi thấy mùi lạ mà nhất đặc biệt mà đi tiêm thuốc thú y mà cứ quần áo mà lại xả mùi comfort với lại xịt nước hoa. Đi làm nghề mà cứ xịt nước hoa với xả comfort thơm nừng nên là nó nạ mùi phát là nó phát hiện ra là nó đả ngay. Thế là đang nói dở với Thúy là đi ví dụ như là em là thuốc là ấy là mua thông là ship ấy gì? Thực tế là nhà em ấy là em đang làm cái kênh YouTube là nhằm mục đích chính là chia sẻ kiến thức. Còn cái việc bán thuốc thì thực tế là ai mà gặp khó khăn trong cái vấn đề mà điều trị bệnh mà khó khỏi mà mua thuốc ở quê mình mà cảm thấy nó không còn hiệu quả nữa thì gặp bọn em được, thì bọn em có thể bán qua hai hình thức. Một là online thì là sẽ gửi qua bưu điện giao hàng tận cổng đây, kiểm tra đủ hàng thì thanh toán, chứ không phải đặt cọc đặt kẹt gì cả. Thế còn đến lúc mà anh em quen nhau rồi mà đến lúc mà vô tình mà bệnh tật nó gấp gáp mà cần điều trị ngay thì có thể là báo bọn em, thì bọn em gửi xe khách thì bọn anh chuyển khoản trước cho bọn em, xong bọn em ra bọn em bến xe bọn em gửi xe là xong. Thế còn cũng như là trong cái lĩnh vực đi chăn nuôi thì mọi người cứ hỏi bọn em mua con giống, nhưng bản thân bọn em thì không bán con giống. Thế nên là có anh Vũ đây thì anh ấy bán thì em mới tìm đến anh ấy. Mọi người hỏi nhiều quá thì em mới tìm. Là thấy hôm thấy Thúy nó vào ngồi với ông Tám Do, phải ông là giám đốc tên là Tám Do luôn à? Ông Hậu. Anh đấy là anh Hậu à? Nhưng mà là giám đốc của cái thương hiệu heo Tám Do đấy. Tên thế thôi gì? Dạ. Thì mới ngồi nói chuyện bảo quá, thông mới thấy thế thì bảo quá sao lại bán cả lợn hay máu, thì mới đấy thì mới bảo có gì mua thì liên hệ chỗ Vũ này thì mới điện. Đấy, ý là như thế, mới hỏi như thế. Chứ còn thật ra chính xác là như tôi đây thì thật ra kênh mua heo thì mình cũng nhiều cái chỗ mua heo nhưng mà mình không đảm bảo, mình cũng thấy ngại, ý là mình cũng sợ cái vấn đề gì là châu Phi á, đây là nó thật. Thật ra là cũng rất là ngại vấn đề đấy. Đâm ra là bây giờ nó lộ cổ không biết đâu một lần cả, nên đây là nó thật. Hôm nọ là cũng đặt 10 con hơn 10 con rồi, bắt có qua thằng thằng em nó bảo bắt của hàng CP nhảy. Thì mình không biết là nhảy kiểu gì, mình cũng bảo là đấy đấy cái sợ nhất cái từ mình nhảy đấy. Nó bảo là hàng nhảy, mình cũng mệt người bảo nhảy nhưng mình chả nhót. Còn thật ra là đây là hàng CP có nhảy, ngày trước là đúng có thật, nhưng mà hàng lợn con á, thì là không biết là nó nhảy kiểu gì hay là sợ nhảy kiểu gì, mình rất là sợ, đôi khi là chắc gì phải của CP. Vâng. Nhưng mà thông về nuôi cũng không hiệu quả, bởi vì là CP đôi khi sau lợn bà mau thì cũng bảo lợn ấy, chá với nó một lần. Nó, là chính vì là nó đã nhảy rồi, chứ không biết là nguồn gốc nó thế nào. Đấy, nó nhảy luôn con vào, thì mới bảo thằng kia bảo, thì chính là không xem YouTube thì mới thấy bảo thấy chết mẹ rồi, thế này các bây giờ mình mua đường nào, tiền vẫn thế, chả biết là nó mỡ nạc nào. Thế bây giờ thì mới thấy Thúy nó mới ấy, thì mới bảo thằng kia bảo thôi tình hình cho hoãn rồi, tao nhìn thấy lùm côm, không biết là đây tao bảo mày bắt đỡ tao, mày lại qua một thằng bạn mày nữa thì tao không biết là một lần. Đấy thằng cu em nó người đạo nội người nhân đạo này, bắt CP trưởng thành mà còn dính heo đấy mà không biết là một lần thì mới đấy mới lấy số của trên kênh YouTube của Thúy đấy, mới lấy số của Vũ đấy. Hàng của anh Vũ nhá, nếu mà để mua chuẩn từ Tám Do ra là có hóa đơn đỏ đàng hoàng, và bản thân anh mua của anh Vũ đây nếu mà anh cần vẫn có hóa đơn đỏ bình thường. Chả quan trọng cái hóa đơn đỏ của... Riêng quan điểm của tôi là quan trọng là cứ tôi ví dụ đây là bắt như thế này mà tôi nuôi như này thì có thể là một số anh em đội là ví dụ người ta cũng nuôi kiểu nhỏ lẻ như tôi thôi, người ta không bắt nhiều, ví dụ người ta sẽ ghép bây giờ bảo. Còn chính xác là tôi định đi xe tận sang đến tận nơi, tôi sẵn sàng tôi bỏ khoảng triệu hơn triệu tiền xe, tôi không đáng gì cả. Đúng rồi. Đây là tôi nói thật, tôi sang tôi vì là mình phải bây giờ bảo mua bò vẽ bóng thì cho là mà ấy được tiền, thì thật ra nó không đáng gì tiền. Đối với mình thì mới so với các trang trại mình chỉ là cái móng ấy thôi, con muỗi thôi, không gì cả, cái 10 con 30 triệu đấy. Nhưng mà ý là còn lần này là khác, không phải mình mua, một số người ta cũng mua ý là như thế. Thế còn mình chăn nuôi thì nó là nhỏ lẻ nông hộ gia đình thôi, nhưng mà sẵn sàng tôi dám bỏ ra khoảng 2 triệu tiền xe tôi sang đấy, tôi chọn lợn, tôi không cần phải là phải ấy. Nhưng mà tại lúc Vũ bảo thế, bảo là tiện có ấy thì bảo thế thì ấy, bảo thì thôi không là tôi phi hẳn sang đấy, đi khoảng 80 cây đến 100 cây. Vâng. Là tôi sang tận nơi đấy. Là tôi xe là dự tính là nếu mà ấy phải là đi thật sang 3 giờ sáng là đi đấy. Là sang đấy là tầm khoảng 6 giờ thôi là đến đấy xong mình bắt lợn phát là mình đã ấy rồi, là nhặt lên một phát là một phút mốt là về thôi, chứ không có chần chừ gì cả. Vâng. Đấy, đấy là phải nói là như thế. Nhưng là tôi thì tôi chăn nuôi thì tôi cũng cơ bản cũng sơ sơ là cũng nắm được về kỹ thuật, cũng nắm được tí thôi chứ còn không phải ấy cả. Còn như chỗ Thúy đây thì làm kênh YouTube đấy thì tóm lại đi vừa làm kênh vừa để bán hàng đấy, rất là nó có một cái gì đấy là bà con rất tin tưởng cái tâm làm việc cái làm việc á. Đấy nói Thúy là như thế, em vì cũng hay xem đấy, thật sự là bởi vì lên xem thấy quay thấy hay đó, để cứ hay lâu lâu cứ hay vào xem đấy là nói là như thế.
Tức là em làm những cái kiến thức nó thật và nó sát thực, nó thực tế, nó sát sườn với người dân. Màu mè không phải là mình, ý là mình không phải là diễn gì cả. Đấy mình trực tiếp đến dân để mình trực tiếp để gặp những trường hợp như này mình tư vấn này. Nhiều khách hàng ấy bảo em lúc đầu tiên, lần đầu tiên bắt bảo tôi không biết chú là ai. Thế rồi thôi tôi cứ chuyển tiền cho cô Thúy. Thật, năm ngoái bị như thế nhiều lắm. Đây là nó thật, bởi vì là tất cả bản thân tôi lúc bảo chuyển cho 10 triệu mà quay nhiều lúc bảo mưa được 10 triệu thì nó thật, nó cũng chả gì, chả biết ông là thế nào, tự nhiên bảo chuyển cho ông 10 triệu, chả biết bảo mỗi bảo chuyển vào công ty thì cũng biết là công ty nó như thế nào. Ví dụ anh em mình giao dịch một lần nữa, có thể ví dụ để mình nuôi này, có thể người khác người ta nhờ mình đấy cái chỗ đấy là nó đơn giản thôi, hiểu không? Bây giờ cũng chả biết mỡ nạc nào cả, vì thật ra là nói thẳng luôn, bây giờ ví dụ như là bây giờ lừa đảo nó cũng nhiều vì cái tài khoản ảo ấy. Ý là như thế, con người đôi khi con người thật mà ví dụ vào cái tài khoản nó thông lại mất hút mẹ hàng lươn, nhìn chả biết đây là đâu, nói chuyện trên điện thoại điều tra kiểu gì. Có một số cái như thế này anh em, tức là thứ nhất ấy, là anh khi mà mua bán ấy thì đã là một cái trang trại, nó rõ ràng nguồn gốc thì nó phải có giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh, nó phải xuất được kiểm dịch, phải có xét nghiệm máu, có lý lịch hồ sơ. Đấy là cái cơ bản của một cái trang trại. Cái trang trại mà bảo là bây giờ không có an toàn dịch bệnh thì không xuất được kiểm dịch thì nó là trang trại gì? Đấy mình như thì anh chúng đang nói thì ý đang bảo chú đây bảo mua cổ CP nhảy thì bảo cháu biết là nhảy kiểu gì, nó bảo hành cho 10 ngày. Vâng. Bảo hành bằng miệng thì mình không nói. Thế mới bảo là bây giờ cháu biết thế nào một lần thì anh mới quay đầu xe luôn nè, thì mới thấy cho Thúy đây mới xem thì mới bảo thì mới đấy mới điện cho chú. Và cái vấn đề thứ hai nữa là cái này là cái mà các bác lưu ý này. Thì các bác mua hàng ở đâu cũng vậy, các bác cứ hỏi một câu này. Anh có xuất được hóa đơn đỏ không? Bởi vì tại sao xuất hóa đơn đỏ? Bởi vì là có hóa đơn đầu vào thì họ mới có hóa đơn đầu ra. Cái đấy là bán là hóa đơn đầu ra. Còn hóa đơn đầu vào nghĩa là gì? Một là anh phải mua heo có rõ ràng nguồn gốc thì anh mới có hóa đơn đỏ. Cái thứ hai nữa, ví dụ như anh phải có một cái quy trình chăn nuôi, phải là à, trang trại của anh từ heo ông bà, heo cụ kỵ đẻ ra heo hai máu. Thì khi mà anh sản xuất như vậy thì anh mới có cái chi phí đầu vào, thì anh mới xuất được chi phí đầu ra. Ví dụ cái đầu ra là nó là 2 triệu chẳng hạn, thì anh phải tập hợp các chi phí nó vào là 1 triệu 8 hoặc 2 triệu chẳng hạn thì anh mới xuất ra được. Thế thì những đơn vị nếu như nó họ không rõ ràng nguồn gốc thì họ không thể xuất được hóa đơn đỏ. Đấy, đấy là cái thứ hai. Đấy, các bác lưu ý, các bác cứ hỏi vậy là sẽ một số anh không cung cấp được là anh sẽ nghỉ. Công ty giá tốt à? Đúng rồi anh ạ. Công ty nông nghiệp giá tốt. Giá tốt, đây cái đợt cũng lâu lâu, cái đợt nào không biết là có ai cũng điện cho mình hỏi mua giống không ạ? Không, cái đợt là bên công ty giá tốt. Bên em thì bên chỗ Sông Lô là khách hàng, mà kể bên Hải Liệu khách hàng bắt bên em nhiều, Tam Đảo cũng nhiều. Đấy. Bên em là ngày xưa là cũng nổi tiếng là cái con heo Đan Mạch nhập khẩu từ Thái Lan. Đấy, bác lên bây giờ lên TV, lên YouTube xem VTC16 là vẫn đang còn. Là bên VTC16 họ làm phóng sự ở bên em. Thì cái đấy là cái mà bên em là triển khai ra thị trường được mấy năm rồi, cũng rất là được bà con mình đánh giá rất cao. Đến bây giờ năng suất vẫn 30 con một lứa, anh bảo làm gì có lợn để 30 con một lứa. Cái đấy là các bác cứ yên tâm. Còn mình ví dụ như mình tên trang trại này, trang trại kia thì mình khó tìm kiếm, nhưng mà tên ví dụ công ty thì mình rất dễ tìm. Lên mạng gõ cái, vì các bác cũng lên trên mạng nhiều, bác cứ gõ ra kể cả YouTube cũng được. YouTube bác gõ ra công ty cổ phần nông nghiệp Gia Tốt là nó sẽ ra cái thông tin về công ty đấy. Đấy, là mình tìm nó dễ thôi anh, nhưng không phải là mình tìm kiếm thông tin bây giờ dễ lắm. Thế còn ví dụ như chuyển cá nhân thì nào anh tin tới chuyển khoản cọc cho anh Vũ 5 triệu. Tôi định chuyển 10 triệu xong xong nghĩ bảo chả biết ông này thế nào, xong rồi điện bảo là tôi chuyển cho 5 triệu thôi. Thì bảo Vũ thế, bảo ừ thế được anh ạ. Thì bởi vì là thật ra là mình cũng đã biết thế nào đâu mà tự nhiên mà chuyển tiền. Nên là thật, khi anh em gặp nhau này rồi á thì ví dụ lần sau mua bán thì nó lại đơn giản. Dạ dạ. Nên là nó thật, nên không phải nghĩ ngợi, đã bảo mua là mua, hoặc là bảo chuyển tiền ngay, ý để cho đảm bảo chuyển ngay chứ không ngại ngần gì cả. Vâng. Đến bây giờ vì chả biết thế nào, tự nhiên mà chả nhìn thấy mặt mũi bao giờ, tự nhiên bảo chuyển tiền thì biết chuyển tiền thế nào. Vâng. Đấy là lý do mà tại sao mà em cùng với rất là nhiều khách hàng đưa ra lời khuyên cho anh Vũ là lên bố trí một đội ngũ sắp xếp giao hàng như thế này. Bởi vì là tăng mức độ uy tín, nên mình phải là con người thật sự đứng đắn đàng hoàng, mình làm việc người thật bây giờ mình không ngại gì cái vấn đề là đi giao hàng cho khách. Nhưng mà ngày xưa ấy, là bên anh Vũ thực sự ra là không thể sắp xếp xe đi các tuyến được. Bởi vì sao các tuyến nhiều, bởi vì cái việc đi giao hàng như này nó rất là nhiều rủi ro. Ví dụ như hôm nay mà giao tầm khoảng 3 đến 5 nhà, 3 nhà quay đầu thì ok, mà trong cùng một cái vùng dịch tễ, là cùng một xã hoặc cùng một huyện thôi, thì nó cùng một cái dịch tễ nó rất dễ. Nhưng bây giờ mà 5 nhà mà lại ở 5 huyện khác nhau là cực kỳ nguy hiểm. Thế nên là nó sợ là rằng cái vấn đề là không đảm bảo dịch bệnh cho người dân, nên là bọn em mới là anh Vũ có quyết định là anh cũng không làm. Thế nhưng mà năm vừa rồi bọn em góp ý, bọn em bảo là bây giờ với sự hỗ trợ của cái kênh của em ấy, bọn em tại vì thực tế là bọn em biết là tìm hiểu anh Vũ cũng rất là lâu rồi, anh Vũ rất là người thật việc thật, và bản thân em đi chạy ấy,
em được nghe người dân trực tiếp phản hồi về cái chất lượng con giống ở bên anh Vũ, thì em là người đi tìm anh Vũ. Em xin anh Vũ là bây giờ là mọi người muốn mua con giống của bên anh thì bây giờ em đang muốn làm review cho bên anh. Đấy, chứ còn bản thân anh Vũ không phải là nhờ em mà em đi nhờ anh Vũ nhá. Thế xong bắt đầu là em đi review lên cái năm ngoái là bán con Đan Mạch và con Canada trưởng thành. Thì con đấy bây giờ giá thành nó đang rất là cao, mà bây giờ nó lại liên quan đến dịch bệnh, sau một thời gian dịch bệnh mà bây giờ năm nay kinh tế nó đói kém nữa. Thế là anh Vũ mới quyết định là năm nay bán cái con sách tai này cho giá nó vừa phải để mọi người có thể là chi ra một cái mức chi vừa phải. Đấy, với lại làm quen với môi trường nuôi, ví dụ như nhà chị kia chuồng hở đúng không? Thì mua về nó dễ làm quen từ bé thì nó dễ. Chứ bây giờ bắt ngay con trưởng thành về chuồng nhà chị kia chắc chắn nó sợ chết mất tầm vài tháng. Bây giờ nó nắng này là phức tạp lắm anh ạ. Về bắt đầu nó mần nốt, nó bổ ăn, nó các kiểu, không là chăm sóc không tốt là con lợn đấy hỏng. Nó nóng nó không khác gì anh em mình đang sống ở nhà mát tự dưng sang nhà nóng mà nó phát ban lên đấy. Đấy. Mình hiểu là mình đang ở trong điều hòa. Đúng rồi. Tự nhiên mình nhảy ra ngoài. Đấy, nó là như thế. Thế nên anh Vũ mới quyết định là đi tìm được cái nguồn heo sách tai để năm nay bán như thế này ấy. Thế còn cái vấn đề là rất là nhiều nhà đặt câu hỏi ra là thế bây giờ tôi biết anh Vũ là ai mà chuyển khoản. Và các anh yên tâm, thứ nhất là anh không phải là chuyển khoản về tài khoản cá nhân đúng không? Đúng rồi. Chuyển khoản về tài khoản công ty mà. Đúng rồi. Mà phải công ty phải có như thế nào thì mới được cung cấp, đến bản thân em bây giờ còn chưa có số tài khoản công ty đây. Tôi tưởng em cũng ấy là ấy. Em chưa lên công ty, em cũng chưa xuất được hóa đơn đỏ cho ai, mà bản thân em cũng chưa có mã số thuế công ty. Ra cỡ việc làm ấy thuốc cũng đi ấy thông. Đúng rồi, em có thuốc nhưng mà em vẫn đang nhập khẩu thuốc từ công ty về và em chỉ bán thôi, chứ còn em không phải là người sản xuất ra thuốc, nên là bên em không phải là công ty. Công ty ví dụ mình đặt sản xuất. Đúng rồi, em đặt gia công. Nhưng mà ví dụ như là em đặt gia công là bây giờ sản xuất cho tôi một lô gluco như thế này. Xong em về em đi bán theo mức độ uy tín của em. Lấy cái thương hiệu của mình, cái uy tín. Tức là mình đang bán theo cái mức độ uy tín của em, đang bán uy tín là chính. Và bán qua gọi là gần như fan hâm mộ, ủng hộ thôi. Nhiều khi có thể là tháng này mua ủng hộ cô vài trăm nghìn, tháng sau tôi lại mua của đại lý ở gần đây. Đấy kiểu thế. Nhiều ông đi tiếp thị đấy, nhiều ông có uy tín, ông nghỉ công ty này tại sao ông không làm, ông nhảy công ty. Ông vẫn bán mà đến rồi người ta vẫn mua. Đấy, đấy quan trọng, đấy là cái đấy. Quan trọng là người ta gọi là con người đấy. Đấy, ý là cái đấy như em Thúy nói mà cái uy tín đấy, ý là con người đấy, tức là con người. Thì đương nhiên là ông này ông chọn cái công ty này thì đương nhiên đã con người tốt rồi, ông không làm công ty kia nữa, ông chọn cái công ty này đương nhiên là công ty nó phải tốt. Vì con người đã tốt người ta làm, người ta tin tưởng, ý là như thế. Nên bây giờ mà còn bảo nói thì chưa biết gặp nhau, chưa biết mỡ nạc nào, đôi khi nói thì thao thao với tuyệt cũng chịu không biết nào một lần, nên là thật. Còn khi bây giờ anh em mình biết nhau rồi, ví dụ anh bắt anh nuôi rồi, đây có cái ông ngoài kia, thế ông bảo ông cũng định bắt, ông bảo thế thôi mày cứ bắt mày cứ nuôi đi thôi, thằng nào ấy thôi thì để chú cũng bắt. Đấy là những cái hộ chủ yếu là hộ nhỏ lẻ, ví dụ như anh thôi, người ta cứ bắt ví dụ 5 hoặc 10 con, nhà nào ý là cứ ghép khoảng 5 con hoặc 10 con, ý là cùng nhau, ý như thế người ta vào để người ta trong khi con lợn lớn thì người ta có thể con kém là thay thế là vừa ý. Đúng rồi, có kế hoạch sản xuất nó chi phí nó thấp, mà nó lại chăn nuôi từ nhỏ nó lại thích nghi với môi trường tốt hơn. Với lại nếu mà bọn anh bắt nhỏ lẻ như này thì thường là báo trước cho anh Vũ tầm khoảng 10-15 ngày đến nửa tháng đến một tháng. Để anh ấy sắp xếp cái kế hoạch lịch ghép xe này, kế hoạch lợn ra này. Ý là đỡ mình phải đúng rồi. Chứ còn mình không thể chủ động là hôm nay mình thích bắt thì hôm nay mình đi bắt luôn được. Bởi vì cái lợn của anh Vũ nó cũng có kế hoạch sản xuất từ trại. Và bản thân anh Vũ cũng bị phụ thuộc vào cái lịch đấy, thành ra là cái lịch bán lợn nó cũng phụ thuộc. Thế nên là nếu mà người dân mà muốn đặt lợn mà nhất là lại còn ghép xe như thế này thì cũng phải đặt trước một thời gian. Chứ không phải là hứng lên hôm nay thích mua là mua được đâu. Đúng rồi. Thì đấy vô tình đấy, mới bảo thế hôm nào có lợn thì đấy bảo biết là chắc có đợt, chứ không phải lúc nào có lợn, vì là mình là phân phối trong kia phân phối ra cho mình ấy. Thì bảo là thế 31 này có đợt đây ngà, thì bảo thì 31 thì vào đúng cái ấy thì mình bắt luôn, còn phải chờ cũng phải chờ thôi chứ làm nào. Còn em thì thông thường là nó theo, tức là anh biết là thứ nhất là trại thì sản xuất thì nó có kế hoạch sản xuất, tức là có đợt cai sữa xong thì là mình họ nuôi khoảng một tuần gì đấy. Thì bắt đầu là heo nó cứng, tiêm một số mũi vaccine xong thì lúc đấy thì bắt đầu heo nó cứng một chút, thì là có thể bên em sẽ nhập dựa trên cái lịch của khách hàng đặt hàng đấy. Mình nhập về thì ví dụ như bây giờ là như em cũng nói chuyện với các bác ấy, là bây giờ nếu như các bác mà muốn bắt heo trực tiếp trong kia đấy, thì ví dụ như số lượng 50 con 100 con thì nó cũng chưa phải là nhiều. Bây giờ vào đấy thì chi phí vận chuyển từ trong đấy ra ngoài đây 40-50 triệu, thì mỗi con lợn nó phải gánh vào đấy khoảng mấy trăm nghìn. Đây bắt một phát hàng mấy trăm con một lúc, khách hàng ghép thì nó đỡ. Tổng hợp tất cả các khách hàng lại và ví dụ mỗi chuyến xe tầm khoảng 400-500 con về thì chi phí vận chuyển nó giảm đi. Cái thứ hai nữa, con lợn ví dụ như là vì vận chuyển từ trong kia nó ra ngoài này nó rất là xa 1.700 cây, anh bảo nó đi mất 40 tiếng. Thế đi về đây rõ ràng con lợn nó phải xì chết đấy, đi từ Bắc Giang lên trên đây mà nó đã mệt như thế. Bây giờ đi 1.700 cây anh bảo nó mệt đến mức độ nào?
chắc chắn là khi mà các bác nuôi 5 con tự dưng nó bị hao hụt một con thì nó đã là một vấn đề rất lớn. Đúng rồi. Đấy, nó là vấn đề rất lớn. Thế thì đối với bên em thì bên em là đã mình đưa về trại mình chăm sóc nuôi dưỡng cho nó hồi sức khỏe lại. Sau đấy thì mình mới xuất ra thị trường thì gần như là cái tỷ lệ hao hụt đầu con là đã không còn nữa. Đấy, thì cái đấy cũng là cái mà để bên em tức là hỗ trợ khách hàng về việc đấy. Đấy, mình cố gắng mình đưa bên em thì luôn muốn là tìm kiếm những con giống tốt nhất. Thì mình là cũng là đơn vị mà phân phối nhưng mà cũng là một cái đơn vị mà đi tìm kiếm những cái con giống gen giống tốt. Bên em đã tìm kiếm con giống từ bên nước ngoài rồi, đã làm việc với rất nhiều đơn vị từ những cái nền chăn nuôi lớn như là Đan Mạch hay là Pháp, Thái Lan. Đấy, nên em đánh giá là em bán lợn em không phải bán con lợn hai máu đâu nhé, em bán là bán cái gen của con giống. Cái con giống Canada nó có cái ưu khuyết điểm gì, con giống của Đan Mạch nó có ưu khuyết điểm gì, con giống của Mỹ ưu khuyết điểm gì, mình phải phân tích ra xem là cái nào nó phù hợp với cái khả năng, tức là một là khả năng chăm sóc của mình, hai nữa là cái khí hậu thổ nhưỡng của mình. Đấy, thế bây giờ anh bảo là đưa một cái con mà lợn, ví dụ con lợn Đan Mạch nó đẻ rất sai. Thế nhưng mà các bác ví dụ chẳng hạn như bác mới chăn nuôi, bác bảo thôi anh chị không quen phối, anh còn chưa thạo chẳng hạn thế, thì bây giờ đưa vào các bác thì rõ ràng lúc đấy mà mình sử dụng nó sẽ không hiệu quả, khí hậu thổ nhưỡng thế. Và những cái con mà ví dụ như là nó năng suất tốt thì yêu cầu phải chăm sóc nó rất là kỹ, chăm con mọn ấy. Vợ chồng anh chị kia bảo ấy lợn không phải rẻ đâu, chăm sóc phải cẩn thận vào chứ không phải là lợn mấy trăm hay một triệu đâu mà đi lợn giống thì phải chăm sóc chăm bám cẩn thận vào. Vâng. Quan điểm như là mình chăm nó lại chăm lại mình. Đúng rồi. Mình làm ra nó mang lại cái hiệu suất kinh tế cho mình thì mình nuôi nó nuôi mình. Thỉnh thoảng mình tắm rửa, tắm gội các thứ đem lên giường ngủ. À thế em có cái chương trình thế này anh ạ. Thì bọn em cũng để là tri ân cô Thúy cũng như là khách hàng của cô Thúy. Đấy thì cũng anh cũng biết bên em qua kênh của cô Thúy. Đấy thì là cũng đã mua heo của bên em rồi. Thế thì bên em cũng xin phép là gửi anh một cái voucher mua hàng của cô Thúy. Ví dụ từ khách hàng là 10 con, bắt 10 con heo hai máu xách tai trở lên thì sẽ tặng anh một cái voucher là giảm giá 200.000. Đấy, ví dụ khách 10 con lợn hậu bị to thì sẽ tặng anh một cái voucher giảm giá 500.000. Đấy, thì sau này mà ví dụ anh mà có mua thuốc của cô Thúy anh cứ đem cái đây ra. Đấy, cô phải trừ tiền cho tôi. Đấy, thì cái đấy là cái chi phí mà bên em sẽ hỗ trợ khách hàng. Dạ. Em xin phép em lên xe em lấy gửi bác nhé. Rồi. Con Đan Mạch ý, nó đạt được trình độ nó gắn chip từ lúc sơ sinh. Là không thể trà trộn một loại lợn nào vào. Đúng rồi. Thế còn con tám do thì nó lại chưa đạt được cái trình độ đấy, là tức là nó phải thanh hậu bị nó mới gắn chip. Còn lúc mà xách tai như thế này thì là người ta lại chưa gắn chip. Anh ghi họ tên là địa chỉ với lại ngày bắt heo nhé. Loại nái này anh đánh dấu. Cái này là sau này anh Vũ phải ghi nhé. Nhưng bây giờ cho anh nhớ khách nào ghi là 30 con này em về em lại tặng vô trời em chết. Nhiều khi là khách hàng đông mình không thể quay lại mình check lại cái danh sách với anh được. Em có thể em biết nhưng mà cái Thúy nó biết thế nào. Bởi vì danh sách bán hàng của anh chứ em biết đâu được danh sách của anh. Em có nằm ở trong nhà anh đâu. Tôi chỉ hỗ trợ đây, tôi chỉ ghi bỏ 30 con, tôi chỉ biết đâu. Anh cho em mượn cái bút. Đúng không? Làm cho đúng quy trình. Làm luôn quy trình. Bác tặng khách nhiều thì bác lại chi tiền cho em nhiều có gì đâu. Chứ còn thiệt là thiệt hại vào túi anh Vũ thôi. Chứ còn em thì em chỉ biết là khách theo chìa phiếu ra là em chi thôi. Thế còn sau đó là em lộp cuống phiếu lại cho anh Vũ là em thu tiền. Là em thu tiền. Đấy, thế lúc đấy là té ra là ui rồi. Hôm nay anh bắt có 10 con mà anh ghi thành 30 con. Vụ này anh Vũ căng. Anh là Lãng Công nhỉ? Anh Lãng Công. Lại tạo cho thành đấy. Cái người nhá, cái người. Thành cái tiền lệ đây, thành tiền lệ đây em gửi vào là ví dụ như đơn giản là cái người ăn trộm, thật ra người ta không phải là người ta xấu ăn trộm đâu, bây giờ mình có của mình cứ để hơ hênh nó tạo thành cái lại người ta này cái ý đồ, thì ra không có ý đồ nhưng mà bây giờ để đấy trả cho ai thì tự nhúp hay tự lấy ý như thế, cái này nó cũng thế thôi, ý là mình ghi vào đấy, ý là ngần đấy con. Còn bây giờ ví dụ nói thì bởi kệ tụi ghi thì 11 con, tụi ghi 15, 20 con. Ví dụ như là các chị vợ cứ hỏi bảo sao anh ra ngoài đường anh cứ nhìn gái. Bảo tôi có nhìn đâu, tại là các cô ấy không che. nói thế lại buồn cười. Nhà tôi cứ bảo nhìn thấy gái mắt sáng lên mà. Đấy. Thì bây giờ thì đàn ông nhìn thấy gái chả mắt sáng, chẳng nên chỉ nhìn thì đàn ông nhìn đàn ông mắt sáng à? Bây giờ cứ đập vào mắt rồi không muốn nhìn. Ôi đây thật, Thúy thông cảm đây, nó vui rất. Thế thì em bảo với em vẫn bảo với các anh là đàn bà thấy đàn ông thì xinh trai hay là nhìn thấy ông cũng cứ mắt sáng lên. Thế bây giờ chẳng nên nhìn thì đàn bà với nhau nhìn thấy đổ bê đê à? Này giờ mà cứ nhìn anh nào đẹp trai xô vin bước từ ô tô xuống cơ mà cứ ngồi lắc hết mắt rồi. Mình cũng phải nhìn qua mà nhìn thấy mình cũng thấy mình không phải là
bảo là mình không phải là bảo so sánh chồng mình như nào hay là vợ mình như nào, còn đôi khi cái đập vào mắt mình nhìn thấy thôi chứ mình làm cái gì. Ông tôi thì tôi cố ý tôi nhắm mắt lại rồi. Ra vườn nhìn bông hoa là đẹp nhất thì đập vào mắt. Ừ. Bây giờ rõ ràng tôi đi ra đường tôi cứ nhắm mắt lại tôi đi, nhưng mà bây giờ tôi nhắm mắt lại tôi ngã nên lại phải mở ra. Thế vô tình lúc đấy lại có một cái cô gọi đi qua. Đấy. Thế nói thế anh nhỉ? Đấy nên là thật ra cuộc sống đôi khi nó rất là đơn giản thôi, nhưng ngược lại thì nó chỉ là cái câu nói vui thôi, nhưng không có gì mà đôi khi lại ngược lại chỉ câu nói vui hóa thành lại người ta lại tưởng nói thật. Đời nhiều lúc nó khó lắm. Nên là đôi khi là biết ông kia hay đùa thì chả sao, cái người này chả biết, mới là thấy tự nhiên người ta nói thế này chả biết đùa hay thật, về lo nghe ngái. Đây như nhiều lúc vợ đây nhiều lúc cứ trêu và thấy gái mắt sáng đấy, thấy gái chả mắt chả sáng, chỉ thấy con trai thấy con trai mắt sáng thì cái chuyện gì thì lại thành BD chết giả. Bởi vì mối tình hôm nọ có một thằng nó làm ấy, nó nói chuyện mà Thúy là ý là như Thúy là chồng là làm bên cái mảng marketing truyền thông. Đó là marketing truyền thông này. Hôm vừa rồi có một cái bác điện cho em, bác hỏi thế sao vừa mới lợn xuất chưa em? Bảo em chuẩn bị xuất rồi. Thế vừa mới bắt hôm qua mà hôm nay đã xuất rồi. Là cô này cũng vừa đăng video lên. Lợn vừa bắt hôm qua hôm nay đã xuất rồi à? Thế vừa mới thấy cô Thúy cô ấy vừa đang bắt lợn thế mà hôm nay đã xuất rồi. Đi gì mà nhanh thế? Đi về cả tháng rồi mới đăng video ấy. Đi về cả tháng rồi. Đấy, người ta về mới xử lý, có phải là video người ta về người ta xử lý được ngay đâu. Nó còn cắt chỗ này hay là ấy chỗ nào chỗ kia cho nó hợp lý như thế thì đăng để nhìn lên cho nó cũng hợp tình hợp lý. Đẹp tí chứ không, nhiều lúc anh em mình còn đang xách quần mà tự dưng lại đăng lên thì nó hơi buồn cười. Nhưng cái người làm ấy này không phải đơn giản đâu, mình phải nắm bắt được mấy ấy được đấy chứ, cái video chứ còn quay thì nó đơn giản thôi, như Thúy thì quay đơn giản thôi chẳng có gì. Các bạn là nhiều lúc cũng hình ảnh nó cũng hơi tế nhị, ví dụ như những lúc anh em mình đi làm nhiều lúc là còn gặp các đối thủ rồi có... ngay đơn giản lúc nãy anh đang mặc quần đùi đấy chứ lại quay lên đấy, thế nên là những lúc như thế làm về là cái người cắt ấy người ta phải biết ý là người ta sẽ cắt cái đoạn hình ảnh đấy đi, người ta ghép cái đoạn hình ảnh khác vào để cho nó hợp lý. Còn lúc nào anh em mình nó đẹp đẽ đẹp trai, là người thật mà ai mà đang mặc quần đùi thì cho mặc quần dài cho họ. Video là béo mà gầy là gầy chứ không, mình không làm lệch được. Nên là nhiều lúc là mình chỉ có cắt cái đoạn đấy đi để lồng ghép cái đoạn lợn vào để cho nó hợp lý thôi. Thì thế thì anh em mình xin phép anh Tú đi. Đi. Vâng, em xin phép nhá. Anh cứ nuôi đi nhá. Xong này có vấn đề gì thì cứ gõ đầu anh Vũ. Liên hệ em. Rồi. Dạ. Cái này của anh. Cái đấy của anh. Lúc nào anh mua thuốc thì anh chụp ảnh cho em cái vé đấy. Thế là bên em giảm giá cho. Thì bọn em chỉ cần xác minh là anh đúng đã từng mua hàng của anh Vũ thôi mà. Thì là bọn em xuất quà thôi. Bởi vì tiền quà này là anh Vũ chi rồi. Đấy. Đấy. Anh Vũ mua hàng lại của bên em để tặng khách, để ủng hộ bên em là em đã giới thiệu khách cho. Bởi vì thực ra là nó cũng nói tế nhị với anh à. Anh Vũ cũng bảo là thôi em giới thiệu anh thì anh cũng gọi là cảm ơn em tí. Và thôi anh cứ giúp thì em. Con giống bên thì bán thuốc chăm sóc dinh dưỡng. Vâng. Mình làm công tác thú y. Vâng. Nói chung là cũng có nhiều người đánh giá thì cái câu chuyện là mình cái thứ hai, rồi uy tín. Vâng. Em cảm ơn anh nhé.